Em tôi có biết nhà vua cấm đào không? Tại sao phần nhà của nhà của người ở đây hả? Ai? Ai? Ba! Ba! Nếu em thật muốn đất tôi đi, em sẽ tha cho họ. Dạ, chúng con sẽ theo cha mà. Đấy, đây cần chỉ đừng lo. Hãy nhớ đi để cầu nguyện với nhau. Hey! 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 Bị bắt lần thứ ba, cha lại chấp nhận thánh giá thứ ba. Nơi vương thánh Phêrô nhiều đã hai lần thoát ngục, nhưng Chúa Giêsu đã nói ngài tự đạo ở Roma. Ở trong tù, cha bị các quan quân nhiều lần tra hỏi, dọa nạt, nhưng ngài vẫn một mực kiên trung với đức tin. Cháu thầy đạo, thầy tên gì vậy? Tôi tên là Dũng Lạc. Thế là tôi nghe nói thầy rất giỏi về thơ văn và giảng dạy, thì tại sao đi theo ông Giêsu gì đó? Tôi khuyên thầy nên bỏ đạo mà theo tôi. Tôi mừng quá, nhưng tôi theo Chúa. Thầy là tôi rất mến thầy và không muốn mất một người tài giỏi như thầy, nên tôi khuyên thầy bỏ đạo. Tôi sẽ tha cho thầy và cho thầy một chức quan nữa. Không, tôi theo Chúa. Thế là bỏ đạo rất dễ. Đây là cây thánh giá, thầy chỉ cần bước qua đó, tôi sẽ tha cho thầy. Còn nếu thầy muốn, tôi sẽ sai đến phạt thầy quá. Không, tôi không bước qua. Nhà người hay lắm, ta thấy nhà người có tài, nhưng ngu quá. Để theo cái tên Giêsu gì đó, chúng ta muốn giúp đỡ nhà người. Bây giờ ta hỏi một lần nữa, có chối Giêsu không? Nếu không, ta sẽ sai đến đánh nhà người. Không bao giờ. Vậy hả? Đánh nó. Sao? Có chối Giêsu con? Không, tôi tin Chúa. Vậy hả? Chém hả? Dạ. Đẹp. Anh chị này khóc. Hãy nhớ cầu nguyện với nhau. Thì là thì cho thầy thêm một cơ hội nữa, thầy có bước qua không? Không, tôi tin chủ. Chém hả? Yeah, great job.